Cách đây 10 năm, thị trường xe SUV đô thị còn khá sơ khai, chưa phổ biến và mạnh mẽ như hiện nay. Mitsubishi Outlander sót nhạt nhòa, Nissan Juke độc lạ nhưng giá quá cao, ngoài tầm với phần đông người dùng Việt Nam. Ford EcoSport thì được lòng số đông bởi giá bán phải chăng nhưng thiết kế không thực dụng. Kia Soul sở hữu thiết kế độc lạ, khác với số đông xe trên thị trường Việt ở thời điểm ra mắt, và khá kén người dùng. Soul là đại diện xe Hàn độc lạ tham gia phân khúc này, xe được đưa về Việt Nam dưới dạng nhập khẩu, với mức giá sắp xỉ 800 triệu cho Kia Sâu bản cao cấp, dù thấp hơn Nissan Juke nhưng vẫn còn rất cao so với mặt bằng chung lúc đó, nhất là khi đó lại là một mẫu xe Hàn. Tương tự Nissan Juke, Kia Sâu có một ngoại hình khá lạ lẫm với thị hiếu người Việt Nam lúc bấy giờ, xe có dáng hộp như cây ca, màu sắc đa dạng, sự mới mẻ trong thiết kế, đặc biệt là cụm đèn hậu đặt dọc theo trụ C là điểm nhấn ấn tượng ở ngoại thất Kia Sâu. Cho đến thời điểm hiện tại, Kia vẫn duy trì thiết kế truyền thống này ở sâu thế hệ mới nhưng mẫu xe này chưa được phân phối ở Việt Nam. Có lẽ một phần, nhà phân phối chính hãng hiểu rõ thị hiếu thẩm mỹ người Việt. Kia sâu thu hút sự chú ý của nữ giới, nhưng cánh mày dâu lại không quan tâm đến mẫu xe này và thường bị chê xấu. Tuy vậy, thiết kế hơi hướng cây ca này rất tối ưu nội thất, không gian bên trong khá rộng rãi, cho một gia đình bốn thành viên cùng hành lý phía sau xe. Hiện nay, trên thị trường xe cũ, giá bán cho một chiếc kia sâu đời 2014 ở mức trên dưới 470 triệu, nhưng số lượng không có nhiều. Với một số mẫu đời sâu hơn, chẳng hạn kia sâu 2009 có giá bán dưới 300 triệu. Mức giá được xem là hợp lý cho một mẫu xe gầm cao 5 chỗ, nhưng đa số người mua đều lựa chọn bản đời cao từ 2014 đến 2016. Dù nội, ngoại thất kia sâu còn khá đơn giản, khoang lái nhiều phím bấm cơ học, hệ thống giải trí sơ sài nhưng tổng thể chiếc xe gầm cao khá bền dáng. Thêm vào đó, các tiện nghi của xe khá đa dạng như ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp sưởi làm mát, điều hòa tự động, đèn pha tự động, xe đã có Cruiser Control, để nổ Start/Stop, -start, ba chế độ lái. Mẫu xe gầm cao được trang bị động cơ xăng 2 lít, cho công suất tối đa 156 mã lực, mô men xoắn cực đại 192 Nm cùng với hộp số tự động 6 cấp. So với các mẫu xe SUV hạng B hiện nay vốn chỉ có động cơ 1.5 lít, thì sức mạnh ở kia sâu là khá đáng nể. Kia sâu được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn như hệ thống ổn định thân xe. Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước, sau. Dù chiếc xe đã 15 tuổi nhưng nguồn gốc nhập khẩu giúp kia sâu, được lòng khá nhiều người dùng ưa mát xe nhập.